Đến nay, trên địa bàn quận Thanh Khê có 5 phường không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và không có khu phong tỏa. Để giữ vững an toàn vùng xanh, các phường đã huy động tối đa lực lượng tại chỗ tham gia trực chốt cũng như tuyên truyền đến người dân nâng cao ý thức phòng dịch. Xác định rõ mỗi người dân là một chiến sĩ, tinh thần trách nhiệm của tuyến cơ sở góp phần hỗ trợ cho lực lượng chức năng kiểm soát tình hình dịch bệnh. Phường Thạc Gián là một trong số 5 phường được công nhận là vùng xanh trên địa bàn quận Thanh Khê. Tại các kiệt hẻm ra vào vùng xanh, ban điều hành khu dân cư đều bố trí thành viên chốt trực để giám sát người dân ra vào địa bàn. Dù thành phố đã có quy định nới lỏng một số hoạt động, nhưng tổ dân phố luôn luôn nhắc nhở người dân không lơ là buông lỏng các biện pháp phòng dịch. Thì trong tổ là còn có 10 thành viên, chỉ bí thư chi bộ là làm tổ trưởng, hàng cấp các thành viên của trong khu dân cư, cán bộ quân nhân chính thì làm thành viên. Cứ mỗi ca trực là như vậy là 4 người, từ là 7 giờ sáng đến 12 giờ trưa một ca, và từ 1 giờ chiều đến 19 giờ là một ca. Như vậy thì tình hình nói chung anh em làm rất là nhiệt tình. Chúng tôi làm nhiệm vụ ở đây chủ yếu là giữ chốt để cho các người dân ở địa phương khác không vào khu vực xanh của mình kiểm tra giấy đi đường. Tại thì thành phố áp dụng theo quét mã QR code thì thuận lợi hơn cho người dân rất là nhiều. Kiểm tra trong bằng app thì mình kiểm tra rất là nhanh. Tham gia bảo vệ vùng xanh còn có sự tham gia của hội viên Hội Cựu chiến binh quận Thanh Khê. Thay phiên trực chốt cùng các lực lượng khác, người lính Cụ Hồ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm. Khi tham gia trực chốt, chúng tôi kiểm tra như những người đi lại và có giấy tờ trước khi vào và trước khi ra, phát huy giống như là một người bộ đội Cụ Hồ khi chiến đấu và làm hết nhiệt tình, hết trách nhiệm của mình. Với sức trẻ, sự nhiệt huyết, đoàn viên thanh niên cũng được tăng cường tại các chốt kiểm soát. Những chiến sĩ tình nguyện áo xanh mong muốn được chia sẻ một phần công việc để giảm tải áp lực cho lực lượng chức năng tại địa phương. Khi mình tham gia những cái công việc chống dịch như thế này thì mình cảm thấy giúp được cho những người công an và những bộ y tế được một phần nào đó trong cái công cuộc chống dịch. Đến nay, Hòa Khê, Thanh Khê Đông, Thạc Gián, Chính Gián và Xuân Hà là các phường trên địa bàn quận Thanh Khê được công nhận là vùng xanh. Có thể khẳng định, sức mạnh cộng hưởng từ sự đồng lòng, quyết tâm của mọi tầng lớp nhân dân là yếu tố quan trọng để các vùng xanh được giữ vững lâu dài và đồng thời mở rộng thêm nhiều vùng xanh khác trên địa bàn quận Thanh Khê nói riêng và cả thành phố Đà Nẵng nói chung.